Chào các bác đã quay trở lại với kênh YouTube của series điện máy Ecomat. Hôm nay là ngày đầu tiên trong chuỗi trình khuyến mại mừng Tết Dương lịch, khuyến mại 3 ngày liên tiếp cho cả nhà, bắt đầu từ ngày 30, 31 và mùng 1. Hiện tại thì bây giờ đang là đầu buổi chiều tại series điện máy Ecomat. Không khí mua sắm thì khá là tấp nập cả nhà mình nhé. 3 ngày nghỉ mà các bác chưa biết đi đâu thì hãy qua ngay series điện máy Ecomat, lựa chọn cho mình những cái sản phẩm Ecomat đang áp dụng chương trình khuyến mại mừng Tết Dương lịch với giá cả cực kỳ là ưu đãi luôn. Như buổi sáng nay cả nhà mình có thể nhìn thấy là bên em đã chốt TV rồi, và chiều nay thì bên em bắt đầu là giao luôn cho khách ạ. Giao luôn cho hai khách hàng hai chiếc TV. Một là chiếc TV 98 của TCL với model là 98C735, hai là 98Q80C, dòng model cao cấp của năm 2023 nhé. Cả hai model này thì đều là dòng TV phân khúc cao cấp của hai thương hiệu khác nhau, và đặc biệt là hai dòng này đang có giá thành rất là tốt và bên em đang chuẩn bị là vận chuyển cho khách yêu đấy ạ. Ở ngoài này thì vận chuyển đang tấp nập để chuẩn bị hàng hóa đi giao hàng, và hôm nay thì siêu thị điện máy Ecomat khá là đông khách nhất cho nên là vận chuyển nó cũng sẽ bị chậm trễ một chút, thì mong cả nhà mình thông cảm ạ. Rất nhiều sản phẩm đang đợi vận chuyển về đây, và bên em vừa đi giao thông trưa luôn cả nhà mình nhá. Giao thông trưa luôn đây, cả nhà có thể nhìn ạ. Đây ạ, chuẩn bị mở cửa để chuẩn bị giao TV cho khách yêu đây cả nhà mình nha. Rất nhiều sản phẩm ạ. Và hôm nay Ecomat bán cũng khá nhiều điều hòa, như là điều hòa Mitsu này, điều hòa Daikin đã đi giao cho khách rồi. Đây cả nhà mình đây ạ. Đây là vận chuyển đang hỗ trợ để giao con 98 inch của Samsung đến tay khách hàng đây ạ. Đây cả nhà mình có thể nhìn thấy nha. Còn TV này thì siêu to, siêu khổng lồ luôn, và chắc hẳn để ở không gian phòng khách nhà nào cũng sẽ rất là đẹp đấy ạ. Cả nhà mình có thể nhìn ạ. Tương đối là nặng đấy. Đây cả nhà mình nhìn ạ. Khi mà các bác mua TV tại siêu thị điện máy Ecomat thì cam kết với bác là hàng chính hãng này, cam kết giá tốt này, các bác được 1 đổi 1 trong 30 ngày. Và Ecomat dù các bác có ở đâu, bên em vẫn giao hàng toàn quốc nhá. Dạ vâng, chiếc TV 98 inch đã lên xe rồi. Tiếp theo một chiếc TV 98 inch nữa chuẩn bị lên xe để giao cho khách đây ạ. Với chương trình khuyến mại lần này thì siêu thị điện máy Ecomat bên em sẽ giảm giá cho rất là nhiều mặt hàng TV, giá cực kỳ là tốt nhá. Đầy đủ các hãng giảm giá cho cả nhà mình luôn để cả nhà mình có thể lựa chọn. Như mẫu TV LG 65 65 UQ 8000 này, Ecomat chỉ bán cho các bác là 11.890.000 thôi. Đây, cả nhà có thể nhìn thấy quá trình mà Ecomat chuẩn bị đưa TV lên trên xe đây ạ. Đấy, cả nhà mình có thể nhìn thấy nhá. Rất là nặng luôn đấy ạ. Đấy, chiếc TV này mà để ở không gian phòng thì quả thật nó rất là đẹp luôn. Có bác nào mà cần tư vấn bất cứ những cái mã TV nào, các bác có thể để lại bình luận cho siêu thị điện máy Ecomat, hoặc các bác gọi điện trực tiếp tới hotline bán hàng với số điện thoại là 0974178586 để điện máy Ecomat có thể tư vấn cho cả nhà. Bên cạnh đó thì tại siêu thị điện máy Ecomat, những cái gian hàng như là ghế massage này, máy chạy bộ, xe đạp tập thể dục đều đang có giá khuyến mại ở nhà mình, chỉ từ hơn 2-3 triệu một xíu thôi là các bác đã sở hữu ngay cho mình một chiếc ghế massage phân khúc cao cấp. Và tại siêu thị điện máy Ecomat thì ghế massage các bác qua ngồi thử miễn phí nhé, qua ngồi thử miễn phí để lựa chọn được chiếc ghế massage mà mình ưng ý nhất ạ. Đấy, dưới này thì rất nhiều các sản phẩm gia dụng mà Ecomat đang có hỗ trợ giá tốt để cả nhà mình có thể tham khảo và lựa chọn luôn ạ. Đây cả nhà có thể nhìn ạ, siêu nhiều luôn, và giá chỉ từ 359.000 trở lên thôi ạ. Các bác cần tư vấn bất cứ sản phẩm nào thì có thể để lại bình luận cho điện máy Ecomat nhé. Cảm ơn cả nhà mình đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại.